Duy Lê xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin Người Việt Canada. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật tại YouTube channel có tên gọi Tin Người Việt Canada. Ngoài ra hiện nay thì cũng có bản tin cập nhật tại website ngươiviettoday.ca. Rất mong quý vị hãy đón xem và ủng hộ bản tin. Quay trở lại với tin tức ngày 16 tháng 2 ngày hôm nay gồm rất nhiều tin tức quan trọng và mời quý vị cùng theo dõi tin tức đầu tiên. Mỹ phản đối thuế bất động sản người nước ngoài của Canada. Một dân biểu New York muốn vận động Ngoại trưởng của Hoa Kỳ phản đối điều mà ông gọi là chiến dịch phân biệt đối xử của Ottawa, Canada đối với chủ sở hữu tài sản là người nước ngoài. Hạ nghị sĩ Brian Higgins, người đang yêu cầu Ngoại trưởng Anthony Blinken hãy chính thức phản đối về thuế liên bang mới của Canada đối với nhà ở thuộc sở hữu nước ngoài chưa sử dụng hết sẽ có hiệu lực vào tháng 4 năm nay. Khoản thuế 1% áp dụng cho một số chủ sở hữu không phải là cư dân của bất động sản Canada nằm ở khu vực có dân cư cốt lõi ít nhất là 10.000 người. Kể từ tháng 1, thì chính phủ liên bang Canada cũng đã áp đặt lệnh cấm mới trong 2 năm đối với việc mua bất động sản của Canada dành cho những người nước ngoài không cư trú. Và một cư dân ở Buffalo đã có 28 năm làm việc trong Quốc hội. Ông đã mua một ngôi nhà nhỏ ở Fort Erie ở Ontario ngay sau khi nghỉ hưu vào năm 2003. Và Fairplay đã nói, ông cảm thấy bị xúc phạm bởi các biện pháp mà ông coi là sự sỉ nhục đối với mối quan hệ độc nhất giữa Canada và Hoa Kỳ mà ông đã giúp vun đắp trong gần 3 thập kỷ qua ở đồi Skyboro. Đó là một hành động thù địch, đó là một hành động bài ngoại và chắc chắn đó không phải là kiểu hành động ở những quốc gia coi mình là bạn thân. Đây là những trích dẫn của ông trong bức thư gửi đến Ngoại trưởng Blinken và ông Higgins cho biết chính sách này là vi phạm thỏa thuận Hoa Kỳ, Mexico, Canada và đi ngược lại với những gì mà Canada cũng như Hoa Kỳ nên làm để hồi sinh thương mại xuyên biên giới trong suốt thời kỳ đại dịch Covid-19. Ông ấy muốn ông Blinken phải bảo đảm rằng nó sẽ xuất hiện vào tháng tới khi mà Tổng thống Joe Biden đi về phía Bắc để gặp Thủ tướng Justin Trudeau Canada và chuyến thăm đầu tiên của ông Biden tới Canada với tư cách là Tổng thống. Thuế này sẽ tạo ra gánh nặng về tài chính và quan liêu đối với những người Mỹ, những người đã chăm chỉ, những người trong nhiều trường hợp đã sở hữu những tài sản này qua nhiều thế hệ trước. Hoa Kỳ và Canada chia sẻ một mối quan hệ đặc biệt, nhưng mà việc áp đặt thuế nhà ở không được sử dụng đúng mức đang gây lo ngại và đe dọa đến mối quan hệ cũng như cần phải được giải quyết trong các cuộc gặp song phương sắp tới, trích dẫn bức thư cho biết. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, Tổ Yến Canada 514 996 6679. Và cũng liên quan đến giá nhà ở, thưa quý vị, khi mà giá trung bình của một ngôi nhà ở Canada đã giảm xuống hiện nay còn 612.204 trong tháng 1, dựa theo dữ liệu của Hiệp hội Bất động sản Canada công bố vào ngày 16 tháng 2. Con số này thể hiện một mức giảm 18,3% so với cùng thời điểm năm ngoái và khác xa so với mức trung bình cao kỷ lục trong 2 năm trước 816.720 gia kim. Và số người mua cũng như là bán bất động sản cũng đã giảm trong tháng 1 vừa qua. Đây là tháng có số lượng nhà bán ít nhất kể từ năm 2009 cho đến nay. Và so với cùng kỳ năm ngoái thì doanh số bán nhà trong tháng 1 năm nay cũng đã giảm 37,1%. Những số liệu này không được điều chỉnh theo mùa và đại diện cho tổng hợp tất cả các loại tài sản cư dân. Câu hỏi lớn trong nhiều người đó là năm 2023 tình hình nhà đất tại Canada sẽ như thế nào? Chủ tịch của Hiệp hội cho biết trong một thông cáo báo chí vừa được công bố rằng, ông nói, chúng tôi có thể phải đợi thêm 1 hoặc là 2 tháng nữa để xem người mua đang lên kế hoạch gì trong năm nay vì các danh sách mới hiện đang bán ra ở mức gần như là thấp kỷ lục. Mặc dù hầu hết các hệ thống MLS có trong báo cáo hàng tháng của CREA đều cho thấy giá trung bình đã giảm một chút, nhưng mà không phải tất cả các khu vực đều có mức giảm như nhau. Các thị trường lớn chẳng hạn như là ở khu vực Greater Toronto hay là Vancouver đã chứng kiến giá nhà trung bình giảm lần lượt là 16,4% và 8,4% so với năm trước. Tuy nhiên, ở các thị trường nhỏ hơn, nằm ngay bên ngoài các trung tâm lớn này chẳng hạn như là thung lũng Fraser ở British Columbia hay là London ở Ontario đang chứng kiến một mức giảm mạnh hàng năm, lần lượt là 27,4% và 25,3%. Theo các chuyên gia, những khu vực này nơi báo cáo một số đợt tăng giá lớn nhất ở Canada trong đại dịch Covid-19 đang có khả năng phải chứng kiến một đợt điều chỉnh giá mạnh giảm đáng kể vào năm nay 2023. Canada sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng sạch. Đại sứ Canada, thưa quý vị, là ông Soster đã khẳng định Ottawa sẵn sàng hỗ trợ cho Việt Nam giảm phụ thuộc vào than đá, chuyển đổi sang năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu. Một khía cạnh khiến chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Canada độc đáo là nhấn mạnh vào xây dựng tương lai xanh. Điều này bao gồm việc giúp cho các quốc gia trong khu vực giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ môi trường biển. Đây là những lời nói của Đại sứ Canada tại Việt Nam trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội, Việt Nam ngày 16 tháng 2. Chính phủ Canada vào tháng 11 năm 2022 công bố chiến lược được xây dựng trong 3 năm, nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chiến lược gồm 5 trụ cột chính là thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng cường thương mại, đầu tư vào con người và kết nối người dân, xây dựng tương lai xanh và bền vững. Canada là đối tác gắn kết với Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Một lần nữa, ông Soster đã khẳng định Việt Nam là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất vì biến đổi khí hậu, cũng là một mảnh ghép lớn trong tương lai bền vững của Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông khẳng định Canada đã hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững từ lâu và sẽ tiếp tục giúp đỡ Việt Nam giảm phụ thuộc vào than đá, chuyển sang hình thức năng lượng bền vững hơn. Là thành viên của G7 và nước tham gia quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng, chúng tôi sẵn sàng đóng góp hơn nữa vào đầu tư tư nhân và hỗ trợ tài chính cho Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, ông nhấn mạnh. Và ông cũng cho biết Canada đang tăng cường những chương trình hợp tác cũng như hỗ trợ quốc tế với Việt Nam, Philippines, Indonesia, một phần nhằm để bảo đảm khả năng phản ứng mạnh mẽ hơn với biến đổi khí hậu. Canada sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm khai khoáng và xử lý bền vững với các mỏ đất hiếm tại Việt Nam, nhằm bảo đảm hoạt động này không gây hại cho môi trường. Chúng tôi đã đối thoại với chính phủ Việt Nam thông qua Hội đồng Nghiên cứu tỉnh bang Saskatchewan để bàn về những phương án chia sẻ công nghệ xử lý. Việt Nam cần phải có những công nghệ và đầu tư nước ngoài để có thể đáp ứng những mục tiêu đầy tham vọng. Canada đang trở thành một trong những đối tác trong quá trình này. Ông Steele đã cho rằng chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada mang đến nhiều cơ hội, công cụ để tăng cường hợp tác và Việt Nam là một trong số ít quốc gia mà Ottawa có thể sử dụng mọi công cụ theo chiến lược mới. Canada cũng muốn hỗ trợ phát triển và tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy thương mại, thượng tôn pháp luật, duy trì về chuỗi cung ứng bền vững, trong đó có lương thực và năng lượng. Không biết quý vị nghĩ sao về thông tin này và mời quý vị hãy bình luận bên dưới bản tin để cho chúng ta phát triển bản tin ngày càng tốt hơn. Cảm ơn quý vị. Một thông tin cũng được chú ý trong ngày hôm nay, thưa quý vị, khi mà một học sinh 15 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau vụ xả súng tại trường trung học ở Toronto. Một học sinh lớp 10 đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng sau vụ nổ súng tại một trường học trung học ở Toronto và vụ nổ súng xảy ra tại bãi đậu xe bên ngoài học viện Western College ngay sau 12 giờ trưa. Thanh tra Ryan cho biết, các nhà điều tra tin rằng cậu học sinh 15 tuổi vừa rời khỏi tòa nhà của trường học thì bị một nhóm nam giới đi trên một chiếc xe tiếp cận và bắn vào vùng ngực trên. Sau khi bị bắn, thì cậu ấy chạy trở lại trường, nơi cậu ấy được các giáo viên và giảng viên chăm sóc. Nạn nhân sau đó đã được chuyển đến một trung tâm chấn thương địa phương, nơi anh ấy đang được chăm sóc tích cực. Và các nhà điều tra không thể công bố mô tả chi tiết hơn về nghi phạm hoặc là phương tiện mà nghi phạm sử dụng vào thời điểm này, nhưng đang rà soát khu vực lân cận để tìm nhân chứng và đoạn phim. Có một số học sinh trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, vì giờ nghỉ trưa mới bắt đầu, tuy nhiên không rõ liệu có sinh viên nào thực sự chứng kiến vụ nổ súng hay không. Và theo thông tin về nghi phạm vào thời điểm này, chỉ là một người đàn ông lạ mặt đã lái xe đi ngang qua và rõ ràng là đã bắn người đàn ông này. Họ đã thành công trong việc trốn thoát theo một hướng không xác định. Đây là khu dân cư, vì vậy nếu có bất kỳ một chủ nhà nào trong khu vực có camera hành trình hoặc là camera dân dụng thì hãy làm điều đó và báo với cảnh sát. Học viện Western College đã bị phong tỏa ngay sau vụ nổ súng. Lệnh đó sau đó đã được dỡ bỏ chỉ 2 giờ chiều và học sinh đã được đưa đến 2 trường tiểu học gần đó trong thời gian còn lại của ngày. Phát ngôn viên của Hội đồng trường học Toronto đã nói với các phóng viên, các nhân viên đã dành cả buổi chiều để làm mọi thứ có thể, giữ cảm giác bình thường nhất cho trường học. Nhưng ông cũng thừa nhận vụ việc sẽ tác động đến nhiều thành viên trong cộng đồng trường học, đặc biệt là những người đã giúp đỡ cậu bé trước khi nhân viên y tế đến. Ông cho biết ngôi trường đã được các thành viên của lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp dọn sạch, nhưng mà phần lớn sẽ vẫn còn ở ngoài giới hạn trong khi cảnh sát tiếp tục điều tra tại hiện trường và không rõ liệu có ảnh hưởng gì đến các lớp học vào ngày mai hay không. Vào tháng 10 thì 2 người cũng đã bị bắn trước học viện Warburn College ở Skyboro ngay sau khi mà học sinh tan học trong ngày. Một học sinh 18 tuổi xác định đã tử vong. Vài tuần sau đó, thì một học sinh 17 tuổi tại Permal Park College cũng bị thương nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị đâm trong trường học. Và thưa quý vị, bạo lực bùng phát cũng là lý do để cho Thị trưởng John Tory từng đưa ra dự thảo về việc sẽ chi thêm ngân sách, thuê thêm nhiều cảnh sát. Tuy nhiên, mọi người cũng đặt ra câu hỏi liệu việc thuê thêm nhiều cảnh sát có thể giải quyết được bạo lực học đường cũng như súng đạn một cách triệt để hay không. Cho đến nay, thì những bê bối tình cảm của ông John Tory cũng đang là vấn đề khiến cho công việc của Tòa thị chính Toronto bị xáo trộn trong những ngày qua. Thanh niên cao nhất thế giới 15 tuổi đến từ thành phố Montreal. Một thanh niên đến từ phía đông của Montreal là người nắm giữ danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới mới dành cho thanh niên cao nhất thế giới, thưa quý vị. Cậu có tên là Rios, 15 tuổi, cao hơn 7 feet 5 inch, tức là tương đương với 228 cm một chút và đi giày size 20. Nó thật tuyệt vời, ngạc nhiên và tôi yêu điều này. Rios đã cho biết về chiều cao của mình. Và cậu cũng đã vượt qua chiều cao của chính ba mẹ của mình. Anh trai đều cao trên 1m8 và trên thực tế thì anh ấy đã quen với việc xuất hiện ở những nơi mà mình đến và mọi người ngạc nhiên với chiều cao của mình. Kể từ khi anh là một cậu bé và hiện với chiều cao này thì Rios đang nỗ lực trong trường thể thao nổi tiếng nhất thế giới. Elon Musk đưa ra cảnh báo AI là rủi ro lớn nhất của nền văn minh. Vài tuần trở lại đây, ứng dụng ChatGPT đã trở thành chủ đề nóng nhận được nhiều sự chú ý. Từ đó thì chân dung của nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của OpenAI, công ty đứng sau sự phát triển của ChatGPT, Sam Altman cũng đã được quan tâm không ít từ phía truyền thông. Tuy nhiên thì ít ai biết được rằng ngay cả tỷ phú công nghệ nổi tiếng ông Elon Musk cũng từng là một trong những nhà đồng sáng lập đứng sau OpenAI cho đến năm 2018. Với việc được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn có tên là GPT-3, thì ChatGPT hiện nay được lập trình để hiểu ngôn ngữ của con người và tạo phản hồi dựa trên lượng dữ liệu khổng lồ. Ngay khi mới ra mắt thì khả năng vượt trội của ứng dụng này đã khiến cho nhiều người yêu khoa học đang vô cùng ngạc nhiên cũng như lo ngại trước ảnh hưởng của các chatbot, AI nói riêng và công nghệ trí tuệ nhân tạo nói chung. Không chỉ những người bình thường mà mới đây, chính tỷ phú công nghệ Elon Musk cũng đã phải lên tiếng cảnh báo về AI trong hội nghị thượng đỉnh chính phủ thế giới tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong hội thảo, thì CEO của Tesla đã thẳng thắn đề cập đến sự phát triển cũng như là tầm ảnh hưởng của ChatGPT cũng như là AI trong tương lai. Khi được hỏi về cách mà ông nhìn nhận sự phát triển của công nghệ trong 10 năm tới, thì ông Elon Musk cho biết ChatGPT đã minh họa cho mọi người thấy AI giờ đây đã trở nên tiên tiến như thế nào và AI mang lại cả những hứa hẹn tích cực, cả những điều tiêu cực và đó có thể là một trong những rủi ro lớn nhất đối với tương lai của nền văn minh nhân loại. Được biết trước đó, tỷ phú này cũng đã từng cảnh báo về những nguy cơ của việc phát triển AI nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Ông từng nói trí tuệ nhân tạo thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều so với đầu đạn hạt nhân. Và giờ đây, lời nói của ông lại càng có cơ sở hơn khi cho sự trỗi dậy của ChatGPT có nguy cơ có thể thay đổi thị trường việc làm cũng như là nhiều khía cạnh đặc thù khác trong xã hội bằng khả năng tạo văn bản ngày càng tiên tiến và giống như con người hơn. Với những mối nguy này, thì tỷ phú 51 tuổi cho rằng việc kiểm soát sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo là việc cần thiết, đặc biệt là khi tầm ảnh hưởng của công nghệ này lên đời sống con người ngày càng tăng. Thành thật mà nói, Tôi nghĩ chúng ta cần phải điều chỉnh sự an toàn của AI và tôi nghĩ nó thực sự là một rủi ro lớn đối với xã hội nếu so sánh với sự phát triển của ô tô, máy bay hay là thuốc men. Trong khi ô tô, máy bay và y học phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn theo quy định, thì AI vẫn chưa có bất kỳ một quy tắc hoặc là quy định nào để có thể kiểm soát sự phát triển của nó. Và tôi nghĩ các quy định có thể làm chậm sự phát triển của AI, nhưng mà đó cũng có thể là một điều tốt. Dù được đánh giá là chưa thể lập tức thay thế con người, nhưng mà giới công nghệ cho rằng không thể phủ nhận được khả năng của AI và việc mà nhiều ngành nghề trong tương lai bị robot cũng như trí tuệ nhân tạo thay thế là hoàn toàn có cơ sở. Combo quà tặng sức khỏe cho người thân, Tổ Yến Canada 514 996 6679. Duy Lê xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin và mời quý vị hãy bình luận góp ý cho bản tin ngày càng hữu ích hơn. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại YouTube channel Tin Người Việt Canada.